nhà xây chẳng thon bà sẵn cái ca pin sao mánh lộ nhà xây dựng thon có ban non tha vị ca chẳng này tha ca toa luôn chẳng môi nâng bóng phố ôn rồi chi bộ rốt không ai ruột nơi xa rốt ẩm rịch nâng nữa ban ban nom nói bà hai chia phẩm bảy pon chiên đô la phẩm bảy pon pram rồi sai sập pram đô la bộ nâng tha vị ca mùi pon đô la pi lộ nhà xây dựng thon nâng nơi ai một tí pet cô ma ông cô ông đầm na cho mỗi người đông chung bình rong bà quạt chia kẻ rì tút cam chia và trăm nơi bà tê xa rọt ẩm rích nâng Mexico bà và tòa mà tiết xong từ xa lộ nhà chất thò đây lộ nhà chất thò cà bì xa manh chăng ấy cà bì xa manh xa một ngày mình cô ma thuyền bà rây cô ma thuyền bà rây có tập tùa ban còn có tập tùa ban ông co có tập tùa ban tập khối nó tập khối nên lời tộc ở chung môi lộ nhà hay còn còn ai xa tiết còn ai thuyền bộ đấy nâng xa chỉ còn chung mình nơi không cài giờ lại bắt quạt tay mà đó còn thông mây nữa hay bà tỏ máu xong thật xa cái cô mà ra nâng còn sao mà nâng còn dô ẩm nói theo ba má nâng còn dô tập khối mà chúng luôn dô từ chai chai nhẹ chết khang nơi sọc quạt nơi ai cầm bông chàm được rồi ta nào nơi ai cầm bông chàm cho chun lục dây lục tá nó chẳng chẳng lục bồ rá trong lượng lan tha ôn bồ rấy nắng nơi phía đài lục ốc nha vô xong bồ rẽ hồi nắng xong bồ rẽ đôi chuyên miên ở nôm miên tập hồi ai ôn bồ rấy ôn vô nôm tập hồi dân ta chạy bằng to à chạy chạy không phun được bọc ôn bạc bạc xong giờ xa mà ta rút hiếp miên nơi khăn ông nắng ở xa cà rấy ai chạm chạm bằng tích bớt xa cà rấy rút hiếp đài trong bàn ơi còn càng nghe thọt máu nữa bà và hai chị mình toàn đó thế rồi dạng nào thế vận tài mình thuê thế chẳng lô bồ ra ai chụp điệp chun thế thà lấy ôn bồ rấy cầm phong ta nơi tiền hà à lấy cốt cầm phong nơi sọc cốt vận tài nơi sắp đá cõi cô mà ra thuyền bồ rấy nó mà luôn nơi chỉ môi lục trà được thì lục trà được thì bà đại miên cạo và thom bay bay chỉ châm đòi lục trà thì hai ឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ 100% ពី Adam Lee Chain សាលា Belty ទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរមានបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកមានការអនុអសូរដល់បងប្អូនបរិយដែរដែលថាបើសិនជាបង្កើតគ្នាមកឲ្យគ្នាមានសម្លេងចឹងហោះហេតុអីគេយកជំងឺពីកំណើតមកដាក់គ្នាអញ្ចឹងអូវារឿងជំងឺបើគាត់តងតពកតអីហៅថាពកកោបបាទនិយាយពីធំមកចំហៀងតូចមកចំហៀងពេលណាខែតិចគឺគាត់ឈឺតែម្ដងចុកចុកចុកតែម្ដងប៉ុន្តែរាល់ការមើលជំងឺនេះលោកអង្គាស្រីនិធនបាទគាត់តនីមើលជំងឺហ្នឹងនៅឯពេទ្យកាលម៉ែតប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាចាំមើលពិភាក្សាជាមួយលោកចារធីសិនតើលោកចារធីគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកអញ្ញាស្រីចន្ទនយកក្មេងនឹងយកធឿនបរិយនឹងទៅមើលឬក៏លោកចារធីគាត់យកទៅមើលតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែពីឆន្ទៈពីបេះដូងរបស់លោកអញ្ញាគាត់បានសន្យារួចហើយបើក្មួយត្រូវការពូពេណាពូពេណាប្រាប់តាមរយៈធានអឹមតាមរយៈសៃមូរ៉ាស្មានុងចោះគាត់នឹងយកទៅកាលម៉ែតហ្នឹងហើយអ្វីដែលមានជំរាបជូនបាទប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណសម្រាប់លោកសៃមូរ៉ាដែលបានជំរាបជូនដល់បងប្រធានមានពីលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបាទអុកញ៉ាចិត្តធរនៅក្នុងប្រតិកម្មជាមួយរូបដែរនេះរូបនេះរូបនេះសូមសរសើរមួយទៀតលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានអញ្ជើញគាត់ចូលទៅផ្សារកុងតឺន័រចិត្តគេថាចិត្តកុងតឺន័រណានៅក្នុងកម្មវិធី Jinro ស្រារបស់កូរ៉េសម្ពោធបាទសម្ពោធនៅឯផ្សារហ្នឹងរួមដំណើរជាមួយកូនស្រីជាមួយគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំផងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណ